Chào tất cả các học sinh thân mến. Vậy thì chúng ta đã đi cùng với nhau gần hết chương trình của đại số lớp 8 học kỳ 1 rồi đúng không nào? Và hôm nay là bài cuối cùng trong phần chương 2 này, cũng là bài cuối cùng của phần đại số 8 học kỳ 1. Vậy thì hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau ôn lại những kiến thức mà chương 2 chúng ta đã được học nhé. Chương 2 của mình là chương phân thức đại số. Vậy thì các em hãy cùng cô làm những câu hỏi trong sách giáo khoa phần ôn tập trên 61 nhé. Sau khi trả lời được những câu hỏi này thì các em sẽ có thể là vận dụng để mình làm các bài tập ôn luyện. Vậy thì phần đầu tiên cô sẽ ôn cho các em đó là phần câu hỏi. Một đa thức có phải là phân thức đại số hay không? Và một số thực bất kỳ cũng có phải là phân thức đại số hay không? Vậy thì nhắc lại một chút đúng nào. Đầu tiên là định nghĩa phân thức đại số. Vậy thì phân thức đại số sẽ là một biểu thức có dạng là A trên B. Trong đó là A, B là những đa thức và B phải khác đa thức không nhé. Rồi, vậy thì câu hỏi đầu tiên là phân thức đại số. Một biểu thức có dạng là A trên B, trong đó A, B là các đa thức và B phải khác đa thức không? Cô đã trả lời được câu hỏi đầu tiên rồi. Vậy thì còn câu hỏi tiếp theo nữa, đó là một đa thức có phải là một phân thức đại số hay không? Và một số thực bất kỳ có phải là một phân thức đại số hay không? Thì cái này cô cũng đã trả lời và hướng dẫn cho các em trong phần bài 1 rồi đúng không nào? Vậy rõ ràng là một đa thức cũng sẽ là một phân thức đại số với mẫu thức bằng 1 nhé. Một đa thức hay một số thực bất kỳ cũng là một phân thức với mẫu thức là bằng 1. Minh họa một ví dụ như sau. Cô có phân thức A
Phần B, nếu có nhân cả tử và mẫu của phân thức này cho cùng một đa thức khác đa thức không? Tức là cô lấy A nhân đa thức M nhé, thì mẫu B nhân M. Vậy nhắc lại là nếu nhân cả tử và mẫu của một phân thức cho một đa thức khác đa thức không? M khác đa thức không, ta sẽ được một phân thức mới bằng phân thức đã cho. Tiếp theo còn một tính chất nữa, đó là nếu ta chia cả tử và mẫu của một phân thức đại số cho nhân tử chung của chúng, tức là nhân tử chung của cả tử và mẫu đấy, thì ta sẽ được một phân thức mới bằng phân thức đã cho. Vậy thì A phần B, nếu cô chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung, tức là cô lấy A chia cho N và cũng lấy B chia cho N, với N là nhân tử chung, nhân tử chung của cả tử và mẫu, thì ta sẽ được một phân thức mới bằng phân thức đã cho. Đây chính là hai tính chất cơ bản của phân thức đại số. Câu 4, nêu quy tắc rút gọn một phân thức đại số và hãy rút gọn phân thức 8x-4 tất cả chia cho 8x3-1. Vậy thì quy tắc để rút gọn một phân thức đại số là gì nào, các em có nhớ không nhỉ? Cô nhắc lại cho các em nhớ nhé. Để rút gọn một phân thức đại số thì bước đầu tiên ta phải phân tích cả tử và mẫu thành nhân tử nếu cần thiết, đúng không nào? Và sau đó thì ta sẽ chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung đó, thì ta sẽ được một phân thức rút gọn. Chúng ta sẽ áp dụng tính chất thứ hai của phân thức đại số như thế này. Rồi, vậy thì câu hỏi là rút gọn một phân thức đại số, quy tắc rút gọn. Phân thức đại số. Đại số có quy tắc nhé. Bước đầu tiên thì em sẽ làm gì nè? Quy tắc rút gọn thì chúng ta phải phân tích cả tử và mẫu thành nhân tử, đúng không nào? Cả tử và mẫu thành nhân tử. Cái này là chỉ khi đề bài chưa phân tích cho mình thì mình mới phải thực hiện là phân tích. Còn nếu đề bài họ đã phân tích cho mình rồi thì chúng ta chỉ việc là tìm nhân tử chung thôi, đúng không nào? Phân tích cả tử và mẫu thành nhân tử để tìm nhân tử chung. Nhân tử chung. Bước thứ hai thì chúng ta sẽ vận dụng tính chất, đúng không nào? Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung thì ta sẽ được một phân thức mới bằng phân thức đã cho, và phân thức đó là phân thức rút gọn nhé. Rồi, vậy thì đề bài cần mình hãy rút gọn phân thức sau: 8x-4 chia cho 8x3-1 bằng bằng gì nào? Vậy đầu tiên em nhìn lại, đúng không nào? Phân tích cả tử và mẫu thành nhân tử nếu cần thiết để tìm nhân tử chung. Vậy thì các em thấy là bài này chưa có nhân tử chung liền, đúng không nào? Vậy ta phải phân tích tử và mẫu thành nhân tử chung. Vậy thì ở tử 8x-4 để phân tích đa thức thành nhân tử thì ta phải đặt nhân tử chung. Nhân tử chung đây là 4. Vậy thì 8x mà đặt 4 ra là còn 2x, đúng không nào? Dấu này là dấu trừ, 4 đặt ra ngoài rồi thì chỗ này là trừ 1 nhé. Cho mẫu thức 8x3-1 thì đặt nhân tử chung ta không thể đặt được rồi. Vậy thì cách thứ hai ta sẽ sử dụng hàm đẳng thức. Thì các em thấy là 8x3 sẽ bằng 2x tất cả mũ 3. Vậy thì cô sẽ sử dụng được hàm đẳng thức là A mũ 3 trừ B mũ 3, với A là 2x còn B là 1. Cô sẽ được là 2x trừ 1, đúng không nào? A trừ B nhân với A bình phương, A của mình là 2x bình phương lên là 4x bình phương, cộng với AB tức là cộng 2x nhân 1 là
2x và cộng cho b bình phương, b là 1, bình phương cũng là 1. Và bây giờ thì các em có thể thấy nhân tử chung của cả tử và mẫu chính là đa thức 2x - 1, đúng không nào? Bước thứ hai thì ta sẽ chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung đó, tức là tử cũng chia cho 2x - 1 thì tử không còn phần bốn, đúng không nào? Mẫu chia cho 2x - 1 thì cô sẽ còn đa thức là 4x bình phương cộng 2x cộng cho 1. Và tới đây thì ta sẽ không rút gọn được tiếp nữa, cho nên là ta đã thực hiện xong việc rút gọn phân thức rồi. Câu hỏi thứ tư đã xong, chúng ta chuyển sang câu thứ năm nè. Muốn quy đồng mẫu thức của nhiều phân thức có mẫu thức khác nhau thì ta phải làm như thế nào? Vậy thì để quy đồng mẫu thức nhiều phân thức thì các em còn mấy bước nè? Có 3 bước, đúng không nào? Bước thứ nhất thì ta sẽ đi tìm mẫu thức chung. Bước thứ hai thì ta sẽ đi tìm nhân tử phụ của từng phân thức. Và bước thứ ba thì ta sẽ đi nhân cả tử và mẫu của từng phân thức đó cho nhân tử phụ tương ứng thì ta sẽ thực hiện được xong bước quy đồng, đúng không nào? Rồi, vậy quy đồng mẫu thức, quy đồng mẫu thức thì ta sẽ thực hiện đối với các phân thức có mẫu thức khác nhau. Vậy bước thứ nhất thì ta sẽ đi tìm mẫu thức chung. Mẫu thức chung nhé. Rồi, đối với việc tìm mẫu thức chung thì cô sẽ nhắc bằng miệng và cô sẽ không viết lên bảng. Các em có thể là coi lại vở hoặc là mình sẽ tự ghi vào vở để học nhé. Vậy để tìm mẫu thức chung thì trước hết là mẫu thức chung sẽ là một tích mà các nhân tử sẽ được chọn như sau. Đầu tiên, đối với nhân tử bằng số thì các em sẽ lấy là tích của các nhân tử bằng số của ở các mẫu thức trong các phân thức, đúng không nào? Tiếp theo là đối với từng biểu thức thì các em phải lấy biểu thức đó với lũy thừa lớn nhất nhé, và sau đó là nhân chúng lại với nhau, đó là tìm mẫu thức chung. Bước 2, ta sẽ đi tìm nhân tử phụ. Tìm nhân tử phụ bằng cách là ta lấy mẫu thức chung chia cho từng mẫu thức. Lấy mẫu thức chung chia cho từng mẫu thức. Đó. Tìm nhân tử phụ thì em cứ lấy mẫu thức chung chia cho từng mẫu thức thì em sẽ ra nhân tử phụ tương ứng đối với từng phân thức. Thì ta sẽ quy đồng bằng cách là nhân cả tử và mẫu. Quy đồng, đúng không nào? Vậy thì quy đồng mẫu thức có 3 bước nhé. Rồi, đề bài có yêu cầu mình là quy đồng mẫu thức của hai phân thức sau. X phần x bình phương cộng 2x cộng 1 và 3 phần 5x bình phương trừ 5. Rồi, vậy thì để quy đồng mẫu thức hai phân thức này thì đầu tiên các em hãy tìm mẫu thức chung. Và trước khi tìm mẫu thức chung thì các em hãy cứ phân tích các mẫu thức thành nhân tử và sau đó mình sẽ tìm mẫu thức chung nhé. Đầu tiên ta có này, mẫu thức của phân thức thứ nhất là x bình phương cộng 2x cộng 1. Và các em thấy là đây là mẫu thức số 1, đúng không nào? A bình phương cộng 2ab cộng b bình phương sẽ bằng A cộng B bình phương, đó là mẫu thức thứ nhất. Mẫu thức thứ hai là 5x bình phương trừ 5. Các em cũng sẽ phân tích đa thức này thành nhân tử. Thì trước hết các em thấy là mình có nâng 5 làm nhân tử chung, đúng không nào? 5 ra ngoài, trong mặt sẽ còn là x bình phương, đây là
trừ, đã 5 ra rồi thì chúng ta sẽ còn trừ, trừ 1. Nhưng vẫn chưa hoàn thành xong. X bình phương trừ 1 thì các em thấy là mình có thể vận dụng hàm thức số 3 đúng không nào? A bình phương trừ B bình phương sẽ bằng A cộng B nhân A trừ B cộng 1 nhân X trừ 1. Vậy thì tới đây các em đã có thể tìm được mẫu thức chung của hai công thức rồi. Mẫu thức chung, đầu tiên nhân tử bằng số sẽ là tích của các nhân tử bằng số ở từng mẫu thức. Rồi, ở đây là 1 hay là 5 thì các em sẽ lấy 5 đúng không nào? Rồi, vậy đối với các biểu thức thì các em sẽ lấy cái biểu thức với lũy thừa lớn nhất. Ở đây ta có biểu thức x cộng 1 và biểu thức x trừ 1 đúng không nào? Và x cộng 1 thì các em phải nhớ lấy là số mũ cao nhất, đó là x cộng 1 mũ 2 nhé, và nhân cho trừ 1. Vậy mẫu thức chung của mình chính là 5 nhân x cộng 1 tất cả bình phương nhân với x trừ 1. Bước 2 thì ta sẽ đi tìm nhân tử phụ. Tìm nhân tử phụ bằng cách lấy mẫu thức chung chia cho từng mẫu thức. Vậy thì mẫu thức chung là 5 x cộng 1 tất cả bình phương nhân x trừ 1, và mẫu thức của phân thức thứ nhất là x cộng 1 tất cả bình phương. Nếu ta lấy mẫu thức chung chia cho mẫu thức thì mình thấy là còn 5 nhân với x trừ 1 đúng không nào? 5 nhân x trừ 1. Rồi, đó là mẫu thức thứ nhất, nhân tử phụ thứ nhất. Nhân tử phụ của phân thức thứ hai, lấy mẫu thức chung chia cho mẫu thức. Các em thấy là mình đang thiếu là thêm x cộng 1 rồi đúng không nào, để được x cộng 1 tất cả bình phương. Vậy nhân tử phụ của phân thức thứ hai đó là x cộng 1. Bước thứ ba thì ta sẽ đi quy đồng mẫu thức. Rồi, bây giờ con sẽ thực hiện quy đồng nhé. Để quy đồng thì các em phải lấy tử và mẫu của từng phân thức nhân với nhân tử phụ tương ứng. Vậy đầu tiên tôi sẽ viết lại phân thức thứ nhất. X chia cho x bình phương cộng 2x cộng 1. Rồi, vậy thì cô có thể viết được là x chia cho x cộng 1 tất cả bình phương đúng không nào? Và bây giờ thì cô sẽ đi lấy tử và mẫu nhân với nhân tử phụ tương ứng. Vậy nhân tử phụ tương ứng của phân thức thứ nhất đó là 5 nhân với x trừ 1. Vậy cô sẽ lấy là x nhân 5 nhân x trừ 1 thì cô đưa số 5 ra đằng trước rồi cũng đạt được đúng không? Nhân cho x trừ 1 chia cho mẫu thức khi cũng nhân với 5 nhân x trừ 1, và mẫu thức khi nhân với nhân tử phụ thì mình được mẫu thức chung luôn. Cho nên cô sẽ biết được là 5 nhân x cộng 1 tất cả bình phương nhân với x trừ 1. Và khi làm gọn phần tử thức nào, 5x nhân với x trừ 1, khi em cứ nhân đơn thức với đa thức thôi nào. 5x nhân x là 5x tất cả bình phương, 5x trừ 1 là trừ 5x chia cho 5 nhân với x cộng 1 tất cả bình phương nhân với x trừ 1. Đó là phân thức thứ nhất. Phân thức thứ hai, 3 phần 5 x bình phương trừ 5. Thì cô sẽ phân tích mẫu thức là thành 5 nhân với x trừ 1 nhân x cộng 1 như thế này, hoặc là x cộng 1 nhân x trừ 1 cũng được. Rồi, và bây giờ thì cô sẽ đi nhân cả tử và mẫu của phân thức này với nhân tử phụ tương ứng. Vậy nhân tử phụ tương ứng của phân thức thứ hai đó là x cộng 1 đúng không? Thì cô sẽ lấy tử là 3 nhân với x cộng 1, và mẫu nhân với nhân tử phụ thì cô được mẫu thức chung đó là 5 nhân với x cộng 1 tất cả bình phương nhân với x trừ 1. Làm gọn tử thức thì cô sẽ nhân vào 3 nhân với x là 3x, 3 nhân 1 là 3. Vậy tử thức cô được 7 cộng 3, và mẫu thức là 5 nhân với x cộng 1 tất cả bình phương nhân với x trừ 1. Vậy thì trên đây cô đã thực hiện xong về bước quy đồng mẫu thức hai phân thức đúng không nào? Đó là câu 5 nhé. Câu 6, phát biểu các quy tắc cộng hai phân thức cùng mẫu thức và cộng hai phân thức khác mẫu thức, sau đó là cộng hai phân thức đề bài đã cho. Vậy thì đối với cộng hai phân thức có cùng mẫu thức thì chúng ta chỉ thử
thực hiện như là cộng hai phân số có cùng mẫu số đúng không nào? Thì cộng hai phân thức có cùng mẫu thức thì các em sẽ cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên mẫu thức. Tôi sẽ đi cộng hai tử thức với nhau là giữ nguyên mẫu thức. Đối với cộng hai phân thức mà có mẫu thức khác nhau, tức là cộng hai phân thức khác mẫu thức, thì bước đầu tiên ta phải đi làm đó là quy đồng mẫu thức hai phân thức này để đưa chúng có về cùng trở thành là hai phân thức có cùng mẫu thức. Sau đó thì ta chỉ việc là chỉ cộng hai phân thức có cùng mẫu thức mà mình vừa tìm được thì đúng không nè. Vậy để cộng hai phân thức khác mẫu thức thì các em phải đi quy đồng mẫu thức. Khi đã quy đồng xong rồi thì các em sẽ thực hiện là cộng hai phân thức cùng mẫu vừa tìm được. Cộng hai phân thức cùng mẫu thức vừa tìm được. Hãy vận dụng quy tắc này để cộng cho cô hai phân thức ở trong sách theo yêu cầu, đó là 3x chia cho x mũ 3 trừ 1 cộng với x trừ 1 chia cho x bình phương cộng x cộng 1. Vậy thì để cộng hai phân thức này thì các em thấy là hai mẫu thức khác nhau đúng không nào? Vậy đầu tiên ta phải đi quy đồng mẫu thức hai phân thức này trước. Vậy thì quy đồng, bước đầu tiên để quy đồng thì cô phải phân tích đa thức thành nhân tử. Là cô thấy mẫu thức x mũ 3 trừ 1 thì cô sử dụng hàm thức a mũ 3 trừ b mũ 3. Cô được là a trừ b nhân với a bình phương cộng ab, tức là cộng x cộng b bình phương là cộng 1. Tử thức cô vẫn giữ nguyên nhé. Rồi, cộng cho ở đây thì cô thấy là mẫu thức là x bình phương cộng x cộng 1 thì đã có trong mẫu thức của phân thức thứ nhất rồi, cho nên chỗ này cô sẽ không phân tích đa thức này thành nhân tử nữa. Cô viết lại nhé, x trừ 1 chia cho x bình phương cộng x cộng 1. Và bây giờ thì ta chỉ việc là đi quy đồng mẫu thức hai phân thức này với mẫu thức chung sẽ là x trừ 1 tất cả nhân với x bình phương cộng x cộng 1 đúng không nào? Bằng rồi là x trừ 1 nhân với x bình phương cộng x cộng 1. Và ở đây khi cô quy đồng thì hai phân thức sẽ trở thành là có cùng mẫu thức, thì khi đó ta sẽ đi cộng các tử thức và giữ nguyên mẫu thức. Vậy ở đây là cô vừa quy đồng và vừa thực hiện cộng các tử thức luôn nhé. Vậy thì mẫu thức chung là x trừ 1 này nhân x bình phương cộng x cộng 1. Vậy thì phân thức thứ nhất mẫu thức đã là mẫu thức chung rồi, cho nên chỗ này cô sẽ giữ nguyên là 3x cộng với x trừ 1 là tử thức của phân thức thứ hai. Và phân thức thứ hai các em thấy là x bình phương cộng x cộng 1 thì thiếu x trừ 1 đúng không nào? Và thiếu thì mình phải nhân tử với x trừ 1 nữa. Vậy x trừ 1 mà nhân với x trừ 1 thì cô được là x trừ 1 tất cả bình phương. Rồi, vậy chỗ này sẽ bằng 3x cộng với x trừ 1 tất cả bình phương hàm mạnh thức số 2 thôi thì được là x bình phương trừ 2x đúng không? Cộng 1. Mẫu thức thì các em giữ nguyên lại x trừ 1 nhân với x bình phương cộng x cộng 1 và làm gọn tử thức. X bình phương cô viết lại 3x trừ 2x là còn 1x, còn chỗ này là cộng 1 phần x trừ 1 nhân với x bình phương cộng x cộng 1. Vậy thì bây giờ ta sẽ thực hiện là rút gọn phân thức này. Để rút gọn thì các em sẽ chia cả tử và mẫu cho nhân tử
nhân tử chung của tử và mẫu đúng không nào? Vậy nhân tử chung sẽ là x bình phương cộng x cộng 1. Vậy tử mà chia cho x bình phương cộng x cộng 1 thì cô sẽ còn 1, và mẫu chỗ này sẽ còn là x trừ 1 đúng không nào? Đó. Vậy thì cô đã thực hiện cho các em xong là cộng hai phương thức có cùng mẫu thức rồi. Câu thứ 7 đó là hai phương thức như thế nào gọi là hai phương thức đối nhau? Tìm phương thức đối của phương thức x trừ 1 chia cho 5 trừ 2x. Vậy các em câu này đơn giản đúng không nào? Tự làm cho cô trước nhé. Rồi, vậy thì cô và các em đã cùng nhau làm xong câu 6 rồi, chuyển sang câu thứ 7 nhé. Câu thứ 7, hai phương thức như thế nào gọi là hai phương thức đối nhau? Thì hai phương thức gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 1 đúng không này? Rồi. Gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 1. Vậy phương thức đối của phương thức A phần B sẽ là trừ A phần B. Đối của phương thức A phần B là phương thức trừ A phần B đúng không nào? Đó, các em chỉ việc là đặt dấu trừ đằng trước phương thức thì nó sẽ ra được phương thức đối. Vậy các em lưu ý cho cô là phương thức trừ A phần B sẽ chỗ này sẽ bằng dấu trừ, các em có thể để trên tử nhé, hoặc cũng có thể đưa dấu trừ xuống dưới mẫu, tức là A phần trừ B. Vậy thì phương thức đối của phương thức A phần B là trừ A phần B, và trừ A phần B thì dấu trừ viên có thể để ở tử hoặc là để ở mẫu. Vậy bây giờ hãy tìm cho cô phương thức đối của phương thức x trừ 1 phần 5 trừ 2x. Phương thức đối của phương thức x trừ 1 chia cho 5 trừ 2x là bao nhiêu nhỉ? Vậy thì phương thức đối của phương thức này thì các em hãy đặt dấu trừ ra trước, và dấu trừ đó thì các em có thể đưa lên trên tử hoặc là đưa xuống dưới mẫu. Ở đây thì cô thấy là tử mình có x trừ 1 đang đẹp rồi đúng không nào? Nhưng mẫu thì có 5 trừ 2x, và cô thấy là cô sẽ nên để 2x đằng trước và 5 ở đằng sau. Vậy thì nếu cô đưa dấu trừ thì cô đưa dấu trừ xuống dưới mẫu nhé. Vậy thì cô sẽ được là x trừ 1. Đưa dấu trừ xuống mẫu thì các em hãy nhớ là khi đằng trước là dấu trừ, ở đây là mình trừ của nguyên cự 5 trừ 2x nhé. Và khi đằng trước hoặc là dấu trừ thì các em phải đổi dấu các hạng tử trong ngoặc. Vậy thì chỗ này cộng 5 thì cô sẽ đổi thành trừ 5, trừ 2x thì cô đổi thành cộng 2x, và cô sẽ viết lại là 2x trừ 2x nè thành cộng 2x, cộng 5 thì cô đổi thành trừ 5 thì không nè. Đó. Vậy phương thức x trừ 1 chia cho 2x trừ 5 là phương thức đối của phương thức x trừ 1 chia cho 5 trừ 2x. Và nếu các em không tin cô thì có thể kiểm tra lại bằng cách là mình sẽ đi cộng hai phương thức này lại đúng không nào? Cộng lại nếu như mà tổng bằng, cô xin lỗi nhé, ở đây chỗ này là hai phương thức gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0. Em có thể cộng lại, có thử nếu như tổng bằng 0 thì hai phương thức này sẽ là hai phương thức đối nhau. Rồi. Đó là câu 7. Câu tiếp theo là câu 8. Phát biểu quy tắc trừ hai phương thức đại số thì cô sẽ phát biểu nhanh quy tắc, đó là muốn trừ hai phương thức thì ta sẽ lấy phương thức thứ nhất cộng với phương thức đối của phương thức thứ hai, tức là viết bằng ký hiệu như sau: a phần b trừ cho c phần d, thì các em lấy là a phần b lấy phương thức thứ nhất cộng với phương thức đối của phương thức thứ hai. Phương thức thứ hai là c phần d, đối của phương thức này sẽ là trừ c
Và dấu trừ đó tương tự thì các em có thể để ở tử hoặc là đưa xuống dưới mẫu cũng được. Câu 9. Phát biểu quy tắc nhân hai phương thức đại số. Vậy thì để nhân hai phương thức đại số thì ta sẽ nhân các tử thức với nhau và nhân các mẫu thức với nhau. A phần B nhân cho C phần D thì cô sẽ lấy là A nhân với C đúng không nào? Chia cho B nhân D, nhân các tử thức với nhau và nhân các mẫu thức với nhau. Câu 10. Cho phương thức A phần B khác không? Viết phương thức nghịch đảo của nó. Vậy thì hai phương thức gọi là nghịch đảo với nhau nếu như tích của chúng bằng 1. Vậy thì phương thức nghịch đảo của phương thức A phần B khác không là phương thức nghịch đảo, tức là các em sẽ đổi tử xuống dưới mẫu và đổi mẫu lên tử đúng không nào? Vậy nghịch đảo của A phần B sẽ là B phần A. Đó, vậy là phương thức nghịch đảo. Tiếp theo câu 11. Phát biểu quy tắc chia hai phương thức đại số. Thì để chia hai phương thức đại số thì các em sẽ lấy phương thức thứ nhất nhân với phương thức nghịch đảo của phương thức thứ hai. Vậy thì cô sẽ được là A phần B chia cho phương thức C phần D, với điều kiện là phương thức C phần D phải khác không nhé. Cô sẽ có là A phần B nhân với nghịch đảo, tức là đưa D lên trên tử và đưa C xuống dưới mẫu. Và khi đó thì trở về là nhân hai phương thức, em sẽ lấy tử nhân tử và mẫu nhân mẫu, với điều kiện ở đây là C phần D phải khác không thì không nè. Đó rồi, đó là câu 11. Câu 12. Giả sử A x B, A x chia cho B x là một phương thức của biến x, tức là A x là đa thức theo biến x và B x là đa thức theo biến x luôn. Thì hãy nêu điều kiện của biến để giá trị của phương thức được xác định. Vậy thì giá trị của phương thức sẽ được xác định nếu như là mẫu thức khác không đúng không nào? Vậy thì các em có thể trả lời được là giá trị của phương thức được xác định với điều kiện là biến x phải thỏa là bx hay không đúng không nào? Tức là đối với cho việc tìm liên quan tới giá trị của phương thức thì các em phải nhớ đặt điều kiện để giá trị của phương thức xác định, và điều kiện đó thì các em phải đặt là các mẫu thức trong các phương thức phải khác không, giải ra điểm x nhé. Rồi, và trên đây thì cô đã sửa cho các em xong tất cả các câu hỏi phần ôn tập chương rồi, và bây giờ thì mình sẽ vận dụng các câu hỏi này, những câu trả lời này thì mình sẽ đi làm các bài tập. Bài tập đầu tiên đó là bài 57 trang 61. Phần 2, phần B là phần bài tập. Nãy là mình có phần A là phần câu hỏi đúng không nè? Phần B là phần bài tập. Rồi, bài đầu tiên, bài 57 trên 61. Đề bài 57 như sau, chứng tỏ mỗi cặp phương thức sau bằng nhau. Thì cô sẽ viết hai phương thức đó lên bảng nhé. Câu A, 3 phần 2x trừ 3. Và 3x cộng 6 chia cho 2x bình phương cộng x trừ 6. Vậy
thì các em sẽ trở lại câu hỏi số 2 đúng không nào? Định nghĩa hai phân thức đại số bằng nhau. Vậy thì hai phân thức đại số mà bằng nhau nếu như tích hai đường chéo của nó bằng nhau đúng không nào? A trên B bằng C trên D. Nếu như A nhân D bằng B nhân C, vậy thì con sẽ kiểm tra tích hai đường chéo nhé. Ta có đường chéo thứ nhất, ta sẽ lấy 3 nhân với đa thức 2x bình phương cộng x trừ 6. Và ở đây là nhân đơn thức với đa thức thì kiếm cứ nhân đơn thức đó với từng hạng tử của đa thức, sau đó cộng các kết quả lại với nhau. 3 nhân 2x bình phương, 3 nhân 2 là 6, x bình phương, 3 nhân với x là 3x. 3 nhân trừ 6, ở đây là trừ 6 nhé, là trừ 18. Rồi, đó là đường chéo thứ nhất. Đường chéo thứ hai thì cô sẽ lấy 2x trừ 3 nhân với 3x cộng 6. Các em nhớ là mình đang nhân hai đa thức cho nên các em phải có mở ngoặc đóng ngoặc. Như bạn mà quên mở ngoặc đóng ngoặc thì các em sẽ tính toán ra sai đấy nhé. Rồi, vậy để nhân hai đa thức thì các em sẽ lấy từng hạng tử của đa thức này nhân với từng hạng tử của đa thức kia, sau đó cộng các kết quả lại với nhau. Vậy con sẽ lấy 2x nhân 3x là 6. X bình phương đúng không nào? X nhân x là x bình phương. 2x nhân với 6 là 12x. Trừ 3 nhân 3x là trừ 9x. Và trừ 3 nhân 6 là trừ 18. Làm gọn kiểu thức này cô được là 6x bình phương cộng 12 trừ 9 thì được là cộng 3x đúng không ạ? Trừ 18. Vậy thì em thấy là tích hai đường chéo này bằng nhau đúng không? Thì nó sẽ suy ra được là 3 nhân với 2x bình phương cộng x trừ 6 sẽ bằng 2x trừ 3 nhân với 3x cộng 6. Và tích hai đường chéo bằng nhau thì hai phân thức sẽ bằng nhau. Kết luận là vậy, 3 chia cho 2x trừ 3 sẽ bằng 3x cộng 6 chia cho 2x bình phương cộng x trừ 6 đúng không nào? Cô làm xong câu A rồi. Vậy thì các em hãy dừng video lại một chút và tự làm cho cô câu B, sau đó là kiểm tra với kết quả của cô nhé. Câu B 2 phần x cộng 4 và 2x bình phương cộng với 6x chia cho x mũ 3 cộng với 7x bình phương cộng 12x. Rồi, bây giờ thì cô cũng sẽ làm tương tự câu A, thực hiện kiểm tra tích hai đường chéo. Ta có đường chéo thứ nhất là 2 nhân với x mũ 3 cộng với 7x bình phương cộng 12x đúng không nào? Và nhân đơn thức với đa thức thì cô lấy 2 nhân x mũ 3 là 2x mũ 3, 2 nhân 7x bình phương là 14x bình phương. 2 nhân với 12x là 24x đúng không nào? Rồi, đó là đường chéo thứ nhất. Đường chéo thứ hai là x cộng 4 nhân với 2x bình phương cộng 6x. X cộng 4 nhân với 2x bình phương cộng 6x. Chỗ này ta sẽ đi nhân đa thức với đa thức. Lấy x nhân 2x bình phương là 2x mũ 3. Nhân 6x là 6x bình phương cộng 4 nhân 2x bình phương là cộng 8x bình phương. Và 4 nhân 6x là 24x. Vậy thì làm gọn với cô nè, 2x mũ 3 6x bình phương cộng 8x bình phương là 14x bình phương đúng không nè? Và cộng với 24x. Vậy thì các em lại thấy là bài này tích hai đường chéo cũng bằng nhau, và tích hai đường chéo bằng nhau thì hai phân thức bằng nhau. Suy ra 2 nhân với x mũ 3 cộng 7 x bình phương cộng 12x sẽ bằng 2x, xin lỗi, x cộng 4 nhân với 2x bình phương cộng 6x. Vậy thì tích hai đường chéo bằng nhau, kết luận
được là hai phần thức bằng nhau. Vậy 2 phần cộng 4 sẽ bằng 3 cộng 6 chia cho 2x bình phương cộng x. Cô xin lỗi, 2x bình phương cộng 6x. Nhân cho x mũ 3 cộng với 7 x bình phương cộng 12 x. Rồi, xong bài đầu tiên là 57. Em chuyển sang cho cô bài 58 nhé. Là trừ hai công thức thì cô sẽ lấy công thức thứ nhất cộng với phân tích đối của phân tích thứ hai là 2x cộng 1 phần 2x trừ 1 cộng cho phân tích đối thì ta sẽ đưa dấu trừ, và dấu trừ ở đây thì cô đưa lên tử nhé, là trừ của 2x trừ 1. Đặt dấu trừ thì các em phải nhớ là mình trừ trong nguyên tử thức, tức là phải có mở ngoặc đúng không ạ? Phần 2x cộng 1. Rồi, ở đây có mặt tròn rồi, cho nên chỗ này cô sẽ chuyển thành mặt vuông. Chia cho 4x phần 10x trừ 5. Rồi, bằng biểu thức trong mặt trở về phép cộng. Và cộng hai phân thức này thì có mẫu thức khác nhau, cho nên bước đầu tiên cô phải đi quy đầu mẫu thức hai phân thức này trước. Và mẫu thức chung sẽ là 2x trừ 1, tất cả nhân với 2x cộng 1. Và khi quy đồng thì cô cũng sẽ cộng các tử thức và giữ nguyên mẫu thức luôn nhé. Vậy thì các em thấy là mẫu phân thức thứ nhất, mẫu thức mà mình có 2x trừ 1, tức là thiếu 2x cộng 1, người ta phải nhân tử với 2x cộng 1 nữa. Và tử đã có 2x cộng 1 rồi, nhân thêm thì mình được là 2x cộng 1, tất cả bình phương đúng không nào? Rồi, cộng cho trừ, tức là trừ 2x trừ 1, mẫu thức mình có 2x cộng 1 rồi, thiếu 2x trừ 1, vậy tử cô cũng sẽ nhân với 2x trừ 1. Và 2x trừ 1 nhân với 2x trừ 1 thì được là 2x trừ 1, tất cả bình phương. Rồi, ở đây thì cô sẽ thực hiện biến đổi luôn phân thức 4x phần 10x trừ 5 nhé. Đây cô chưa thực hiện phép chia, mình vẫn giữ nguyên phép chia. Rồi, phân tích một chút nè, 4x 10x trừ 5 thì cô đặt được nguyên tử chung là 5 đúng không nè. Chỗ này sẽ có 2x trừ cho 1. Đó, cô chỉ mở phân tích thôi, mình chưa thực hiện phép chia nhé. Rồi, làm gọn biểu thức trong mặt vuông này. Các em thấy tử thức 2x cộng 1 tất cả bình phương trừ cho 2x trừ 1 tất cả bình phương. Chỗ này nếu bạn này chưa quan sát nhanh thì các em có thể là phân tích dùng hàm mẫu thức đúng không nào? Hàm mẫu thức số 1 ở biểu thức thứ nhất và mẫu thức số 2 ở biểu thức số 2. Nhưng bạn nào nhanh hơn một chút thì các em thấy là mình có là A bình phương trừ B bình phương đúng không nào? Mẫu thức số 3 sẽ bằng A cộng B nhân A trừ B. A là 2x cộng 1, còn B là 2x trừ 1. Em cẩn thận chỗ này cho cô nhé. Về A cộng B thì không có gì quan tâm lắm. 2x cộng 1, cộng B là cộng 2x trừ 1, đúng không nào? Là A cộng B. Tiếp theo, A trừ B, A là 2x cộng 1. Và chú ý kỹ cho cô chỗ này nè. A trừ B, B là 2x trừ 1, trừ B tức là
là trừ cho nguyên cụm này đúng không nào? Và khi bỏ mặt đằng trước có dấu trừ thì mình phải đổi dấu cả hai hạng tử luôn nhé. Như vậy thì đổi dấu là 2x thành trừ 2x, nhưng chỗ trừ 1 em không đổi dấu là bị sai đấy. Cho nên chỗ này mình phải đổi dấu cả hai vị trí, cộng 2x thì cô đổi thành trừ 2x, chỗ này trừ 1 thì cô đổi thành cộng 1 đúng không nào? Đó, chỗ này là chỗ em cần quan tâm đặc biệt. Mẫu thức giữ nguyên lại 2x - 1 nhân với 2x + 1 rồi chia cho 4x + 5 nhân với 2x - 1 rồi ở đây các em có mặt cũng được, không có mặt cũng không sao nhé, bằng. Rồi bây giờ ta sẽ đi làm gọn biểu thức thứ nhất, 2x + 2x = 4x. Rồi 1 - 1 = 0, vậy cô được 4x. Nhân này ở đây là dấu nhân đúng không nè, 2x - 2x = 0, 1 + 1 = 2, vậy cô được tử là 4x - 2. Phần mẫu là 2x - 1 nhân với 2x + 1, và bây giờ thì cô sẽ thực hiện ở đây luôn. Tiếp chia hai phần thức, tức là cô lấy phần thức thứ nhất nhân với phần thức nghịch đảo của phần thức thứ hai, và nghịch đảo thì mình sẽ đưa mẫu lên tử đúng không nào, nhân với 5 / 2x - 1 khi đó đổi mẫu, đổi tử xuống mẫu đó là 4x, ta làm gọn thức này. Ở đây thì nhân hai phân thức thì cô sẽ nhân các tử thức với nhau và nhân các mẫu thức với nhau, vậy cô được là 4x - 2 = 8x này, rồi nhân với 5 nhân với 2x - 1 ghi cho 2x - 1 nhân với 2x + 1 và nhân cho 4x đúng không nào. Và bây giờ thì ta phải đi rút gọn. Vậy rút gọn thì các em có thể tìm nhân tử chung trước, sau đó là ta sẽ đi chia. Nhưng bạn nào không tìm nhân tử chung thì các em sẽ rút gọn từ từ. Đầu tiên về nhân tử bằng số nhé, thì mình tử có 8 x 5, mẫu có 4 thì có thể rút gọn 8 thì 4 đúng không nào. Vậy tử còn 2, 2 thì nhân 5 là 10. Rồi mẫu chỗ này 4 rút gọn còn 1 rồi đúng không nào. Tiếp theo thì cô có biểu thức 2x - 1. À, cô còn x đúng không nào? X ở tử và x ở mẫu rút gọn cho nhau thì tử còn 1, mẫu còn 1 rồi. Biểu thức 2x - 1 rút gọn với 2x - 1 thì chỗ này còn 1, chỗ này còn 1, vậy tử còn 10. Mẫu sẽ còn 2x + 1 đúng không nào? 4 cô đã rút gọn rồi, x cũng đã rút gọn rồi. Vậy kết quả sẽ được là 10 chia cho 2x + 1. Nó là kết quả của câu A. Vậy các em làm cho cô câu B và câu C nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang câu B của bài 58 nhé. 1 / x bình phương cộng x -2 - x chia cho x + 1 -2. Rồi. Vậy để thực hiện phép tính này thì các em phải thực hiện là biểu thức trong mặt trước ngoài mặt sau. Vậy thì chỗ này trong mặt thì cô sẽ thực hiện hai mặt này trước đúng không nào? Vậy thì ngoặc đầu tiên. Ngoặc đầu tiên trước hết thì các em thấy là ở đây phép trừ cho nên ta sẽ đổi thành phép cộng. Lấy phân thức thứ nhất cộng với phân thức đối của phân thức thứ hai. Và đồng thời khi cộng thì cô cũng sẽ phân tích mẫu thức thành nhân tử luôn. X bình phương cộng x thì ta đạt được x là nhân tử chung, trong mặt sẽ còn là x + 1. Chỗ này trừ thì cô sẽ cộng cho phân thức đối, vậy đối của phân thức 2 - x thì x + 1 thì các em đặt dấu trừ đúng không nào, và dấu trừ đó thì ta nên đưa lên trên tử để 2 - x thì có dấu trừ thì cô sẽ đổi thành x - 2 nhé. x + 1 rồi đó là ngoặc thứ nhất. Ngoặc thứ hai ở đây với phép chia vẫn giữ lại. Ngoặc thứ hai thì các em thấy là 1 / x cộng x - 2 mình có thể là quy đầu mẫu thức luôn đúng không nào,
và mẫu thức chung. Khi em coi x trừ 2 là một phân thức luôn, một phân thức với mẫu thức bằng 1. Và để quy đồng mẫu thức hai phân thức này thì chúng ta phải đi là tìm mẫu thức chung, sau đó là quy đồng luôn nè. Mẫu thức chung ở đây sẽ là x. Vậy nếu như cô x làm mẫu thức chung thì tử thức thứ nhất giữ nguyên cộng với x trừ 2 cô coi là một phân thức rồi. Vậy phân thức này có mẫu bằng 1 thì mình thiếu x đúng không nè. Mấy tử nhân với x không? Rồi, bằng. Bây giờ thì hai phân thức trong ngoặc thứ nhất đã trở về là chưa cộng hai phân thức rồi đúng nào, nhưng mẫu thức vẫn chưa có giống nhau nên ta phải đi quy đồng. Mẫu thức chung sẽ là bao nhiêu nhỉ? X nhân x cộng 1 đúng không? Vậy thì phân thức thứ nhất đã đủ rồi. Phân thức thứ hai thiếu x nữa, vậy ta phải lấy tử nhân với x. Rồi. Chia cho làm gọn 1 cộng với x nhân với x thì cô được là x bình phương trừ 2 nhân x là trừ 2x, mẫu là x. Rồi, bằng. Vậy thì hai phân thức, cô xin lỗi, để cộng hai cái này thì mình sẽ cộng tử đúng không nè. 1 cộng cho x nhân x là x bình phương trừ 2 nhân x là trừ 2x phần x nhân với x cộng 1. Và ở đây nó chia cho nên là ta sẽ cái có thể ví dụ thêm một chút nữa, sau đó mình sẽ thực hiện nhé. X bình phương trừ 2x cộng 1, đây là mẫu thức số 2 đúng không nè. X trừ 1 tất cả bình phương nhân cho x. Ở đây thì kem thực hiện là chia hai phân thức. Để chia hai phân thức thì ta sẽ lấy phân thức thứ nhất nhân với phân thức nghịch đảo của phân thức thứ hai. Vậy phân thức thứ nhất ở tử 1 cộng x bình phương trừ 2x thì cô cũng có thể sắp xếp lại là x bình phương trừ 2x cộng 1 đúng không nè, cũng ra là x trừ 1 có cả bình phương chia cho x nhân với x cộng 1 nhân với phân thức nghịch đảo của phân thức thứ hai, tức là đưa x lên trên tử và đưa x trừ 1 có cả bình phương xuống dưới mẫu. Để nhân hai phân thức thì ta lại đi nhân các tử thức với nhau và nhân các mẫu thức với nhau. Trừ 1 tất cả bình phương nhân với x chia cho x nhân x cộng 1 nhân với x trừ 1 tất cả bình phương. Bây giờ thì ta sẽ đi rút gọn phân thức này. Ta sẽ chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung. Nhân tử chung của cả tử và mẫu sẽ là x trừ 1 tất cả bình phương nhân x luôn đúng không nè. Vì tử cũng có nè, x trừ 1 tất cả bình phương, tử cũng có x, mẫu cũng có x. Vậy thì rút gọn tử còn 1 và mẫu sẽ còn lại là x cộng 1 đúng không nào? Rồi đó là kết quả của câu B nhé. Em sẽ qua cho cô câu C. 1 phần x trừ 1 trừ x mũ 3 trừ x cho x bình phương cộng 1 nhân với 1 phần x bình phương trừ 2x cộng 1 cộng 1 phần 1 trừ x bình phương. Rồi, vậy thì thứ tự thực hiện các phép toán trong biểu thức này ta phải thực hiện là trong ngoặc trước, sau đó ta sẽ thực hiện phép nhân và cuối cùng ta mới thực hiện phép trừ nhé. Rồi, vậy thì 1 phần x trừ 1 quy giữ nguyên này trừ cho x mũ 3 trừ x chia cho x bình phương cộng 1 nhân cho. Rồi bây giờ thì cô sẽ đi biến đổi biểu thức trong ngoặc làm gọn. Ở đây thì ta thấy phép cộng đúng không nào, và cộng hai phân thức này mẫu thức chưa có giống nhau, khác mẫu tức là ta phải đi quy đồng mẫu thức. Đầu tiên để quy đồng thì cô sẽ phân tích x bình phương trừ 2x cộng 1 thành x trừ 1 tất cả bình phương đúng không nào. Rồi, vậy thì các em thấy cộng cho 1 phần 1 trừ x bình phương, đây là hàm mẫu thức số 3, thì cô sẽ được là A trừ B nhân với A cộng B đúng không nè. Vậy cô được là 1 trừ x nhân với 1 cộng x. 1 trừ x nhưng mẫu bên này cô lại có là x trừ 1, thì các em cũng có thể là xí nữa mình sẽ biến đổi nhé. Chỗ này cô vẫn giữ là 1 trừ x nhân với 1 cộng x
Rồi. Đây là đủ thức trong ngoài. Vậy thì bằng 1 phần x trừ 1 trừ x mũ 3 trừ x chia cho x bình phương cộng 1. Rồi, chỗ này thì trong ngoặc cô sẽ hướng dẫn các em cách đổi. Đầu tiên các em có thể đổi là x trừ 1 tất cả bình phương về 1 trừ x tất cả bình phương cũng được. Vì a trừ b tất cả bình phương thì cũng sẽ bằng b trừ a tất cả bình phương thôi, đúng không nào? Và ta sẽ đổi về cùng là 1 trừ x. Hoặc các em muốn đổi về x trừ 1 thì chỗ này các em sẽ đổi 1 trừ x về x trừ 1 thì ta phải đặt dấu trừ trước, đúng không nào? Và dấu trừ đó thì các em có thể đưa lên trên tử. Vậy chỗ này thì cô thấy là chúng ta nên đổi về x trừ 1 đi nhỉ? Thì xét nghiệm trên này mình sẽ thấy xuất hiện nguyên tử chung. Vậy thì đầu tiên nhân với 1 phần x trừ 1 tất cả bình phương. Rồi, cộng cho. Bây giờ chỗ này mỏng thức 1 trừ x, cô muốn đổi về x trừ 1 thì cô đặt dấu trừ lần trước. Thì dấu trừ đó thì cô sẽ đưa nguyên tử, tức là trừ 1 phần mẫu bây giờ 1 trừ x thì cô đổi về x trừ 1. Và 1 cộng x cũng sẽ bằng x cộng 1, đúng không nè? Đó là biểu thức trong ngoài. 1 cộng 2 thì cũng sẽ bằng 2 cộng 1. Nên là cô có thể viết 1 cộng x thì x cộng 1 cũng được. Bằng 1 phần x trừ 1 trừ cho x mũ 3 trừ x cho x bình phương cộng 1 nhân với ở biểu thức trong ngoặc cộng hai phân thức mà có mẫu thức khác nhau thì ta phải đi quy đồng trước. Vậy mẫu thức chung thì các em sẽ chọn là x trừ 1 tất cả bình phương nhân với x cộng 1, đúng không này? Từng biểu thức thì các em phải lấy cái số mẫu lớn nhất. Vậy thì phân thức thứ nhất, mẫu thức mình mới có x trừ 1 tất cả bình phương, mà mẫu thức chung lại là x trừ 1 tất cả bình phương nhân x cộng 1, tức là thiếu x cộng 1. Cô sẽ lấy tử nhân với x cộng 1. Rồi, cộng cho trừ thì chỗ này cô sẽ viết được là trừ x trừ 1 nhân x cộng 1 là mẫu thức của phân thức thứ hai. Vậy rõ ràng là mình đang thiếu thêm một lần x trừ 1 rồi, đúng không nè? Vậy chỗ này cô sẽ lấy 1 nhân x trừ 1 là trừ 1. Khi làm thì thêm cẩn thận không thì mình sẽ bị sai nhóm nhé. Rồi, tiếp tục cô sẽ làm gọn biểu thức trong ngoặc. Làm gọn tử thì các em cứ nhân vào thôi. 1 nhân x cộng 1 là x cộng 1. Đằng trước hoặc là dấu trừ thì cô phải đổi dấu hai hạng tử. Vậy đằng này cộng x thì cô đổi thành trừ x, trừ 1 cô đổi thành cộng 1. Phần x trừ 1 tất cả bình phương nhân với x cộng 1 bằng 1 phần x trừ 1 trừ. Bây giờ thì nhân thì cô sẽ phân tích đa thức x mũ 3 trừ x thành nhân tử luôn nhé. X mũ 3 trừ x thì cô đạt được nhân tử chung đó là x. Vậy nếu cô đặt x thì trong ngoặc kiểu này sẽ còn x bình phương trừ 1, đúng không nào? Là x bình phương trừ 1 là đẳng thức x cộng 1 nhân với x trừ 1. Đây nè, chia cho x bình phương cộng 1 nhân với chỗ này x trừ x là bằng 0, 1 cộng 1 bằng 2, chia cho x trừ 1 tất cả bình phương nhân với x cộng 1. Rồi, bằng 1 phần x trừ 1. Ở đây thì đi nhân hai phân thức thì cô sẽ nhân tử với nhau và nhân các mẫu thức với nhau. Nếu trừ đi mình giữ nguyên nhé. 2 nhân với biểu thức này thì cô sẽ được 2x nhân với x cộng 1 nhân với x trừ 1 chia cho x bình phương cộng 1 nhân với x trừ 1 tất cả bình phương nhân với x cộng 1. Rồi, em cứ làm từ từ thì nó sẽ ra kết quả thôi. 1 phần x trừ 1 trừ. Rồi, các em phải đi rút gọn với cô. Đầu tiên, 2 mình không rút gọn được, đúng không nào? Viết lại, x cũng không rút gọn được. X cộng 1 rút gọn với x cộng 1 ở mẫu thì tử còn 1, mẫu còn 1. X trừ 1 rút
cộng với x trừ 1 tất cả bình phương ở mẫu thì tử còn 1 và mẫu còn x trừ 1 đúng không nào? Và mẫu chỗ này sẽ còn là x bình phương cộng 1. Rồi, vậy bây giờ trở về là trừ 2 phân thức, cô sẽ lấy phân thức thứ nhất cộng cho phân thức đối của phân thức thứ hai và đồng thời thì cô sẽ đi quy đồng luôn nhé. Mẫu thức chung sẽ là x bình phương cộng 1 nhân x trừ 1 đúng không nào? X trừ 1 nhân với x bình phương cộng 1. Vậy chỗ này là mình thấy thiếu x bình phương cộng 1 thì cô sẽ lấy tử nhân với x bình phương cộng 1, và 1 nhân x bình phương cộng 1 thì sẽ bằng x bình phương cộng 1 cộng cho trừ, tại vì ở đây cô đã đổi thành lấy phân thức thứ nhất cộng cho phân thức đối của phân thức thứ hai đúng không nào? Vậy cô sẽ trở thành cộng cho trừ, tức là chỗ này vẫn là dấu trừ. Mẫu thức đã là mẫu thức chung rồi cho nên tử thức cô viết nguyên x bình phương trừ 2x cộng 1 là mẫu thức x trừ 1 cả bình phương đúng không nào? Chia cho x trừ 1 nhân với x bình phương cộng 1 và rút gọn thôi nào. X trừ 1 tất cả bình phương cô sẽ rút gọn với x trừ 1 cộng mẫu. Vậy tử còn x trừ 1 và mẫu chỗ này còn 1, 1 nhân với x bình phương cộng 1. Vậy thì sau khi làm xong ta sẽ đạt được kết quả là x trừ 1 chia cho x bình phương cộng 1. Đó là kết quả của câu C bài 58. Tiếp theo thì cô và các em hãy cùng làm bài 59 nhé. Bài 59 có hai câu, câu A và câu B. Câu A cho biểu thức xp chia cho x cộng b trừ cho yb chia cho y trừ b thay b bằng xy chia cho x trừ y. Và biểu thức đã cho rồi rút gọn biểu thức. Vậy bây giờ các em hãy cùng cô thay b vào biểu thức này nhé. Thay b vào biểu thức thì ta được thay b vào tức là chỗ nào có b thì ta phải thay bằng x nhân y chỉ cho x trừ y đúng không nào? Vậy chỗ này là xp tức là x nhân b, vậy cô sẽ được là xp là xy chỉ cho x trừ y. Cô sẽ viết lên một chút nhé. X nhân cho xy chỉ cho x trừ y. Rồi, đó là mới được x nhân b chia cho x trừ b. X cô sẽ gọi x cộng b. X cộng b tức là cộng cho xy nhân với x trừ y. Đó là biểu thức thứ nhất, phân thức thứ nhất. Phân thức thứ hai trừ cho, đây là dấu trừ, y nhân b cô được là y nhân b là nhân với xy chia cho x trừ y. Phần y trừ b cô được là y trừ cho xy chia cho x trừ y. Thật ra nhiều bạn tới đây thì các em thấy là tại sao nó sẽ lại dài và hơi phức tạp một chút đúng không? Nhưng các em có thể biến đổi từ từ và nó sẽ ra được kết quả thôi. Bây giờ cùng cô làm nè. Rồi, đầu tiên ở đây thì phương thức này cô sẽ lấy tử chia cho mẫu đúng không nè. Vậy cô sẽ tách ra cho các em thấy nhé. Đầu tiên ta sẽ lấy là x nhân với xy chia cho x trừ y. Giống này thì mình sẽ chia đúng không nè. Chia cho x cộng với xy chia cho x trừ y. Rồi, cô đã xong phân thức thứ nhất. Ở đây là dấu trừ thì cô vẫn viết lại là dấu trừ. Giống phân thức này thì cô sẽ đổi thành cách chia tương tự như ở trước. Đó là y nhân với xy chia cho x trừ y chia cho y trừ xy chia cho x trừ y.
Rồi, và bây giờ thì để thực hiện phép tính này thì cô chỉ thực hiện theo thứ tự là làm trong mặt trước, ngoài mặt sau. Và sau đó thì ta sẽ thực hiện phép chia trước và cuối cùng là phép trừ, đúng không nào? Rồi, trong mặt đầu tiên, x nhân với x y thì cho x trừ y, thì ta sẽ nhân tử với nhau và nhân mẫu với nhau. X tức là x phần 1, phải tử là x. X và nhân với x y thì cô được là x bình phương y, đúng không nào? Mẫu 1 nhân với x trừ y thì cô được là x trừ y. Đây là phép chia. Trong mặt thứ hai thì ta sẽ đi cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau. Quy đầu mẫu thức thì mẫu thức chung sẽ là x trừ y. Phân thức thứ nhất là x tức là x trên 1 thì cô phải nhân tử với x trừ y này, đúng không nào? X trừ y chỗ này là nhân với x. Đó, tử thức cũng phải nhân với x trừ y và cộng cho tử thức thứ hai thì mẫu thức đã là mẫu thức chung rồi cho nên tử thức cô sẽ giữ nguyên, chỗ này là dấu trừ. Y nhân với x y chia cho x trừ y thì cô sẽ lấy y nhân lên tử, cô được là x. Y nhân y là y bình phương, đúng không nào? Chia cho x trừ y chia cho, ở đây là trừ hai phân thức có mẫu thức khác nhau. Trừ thì ta biến đổi thành phép cộng, đúng không nào? Cộng cho phân thức đối. Tại khi cộng thì cũng sẽ đi quy đồng luôn. Mẫu thức chung là x trừ y. Vậy phân thức thứ nhất cũng phải nhân tử với x trừ y. Chỗ này là dấu trừ, nên cô viết lại đây là dấu trừ. Mẫu thức của phân thức thứ hai đã là mẫu thức chung rồi, cho nên tử thức mình giữ nguyên như thế nào? Rồi, mới thực hiện xong bước đầu tiên. Bước thứ hai thì ta sẽ đi làm vỏ một chút, sau đó là thực hiện phép chia nhé. X bình phương y chia cho x trừ y, cô viết nguyên lại nè. Rồi chia, cô vẫn giữ nguyên phép chia. Làm gọn, x nhân x thì cô được là x bình phương, đúng không nào? Rồi trừ y nhân x thì cô được là trừ x y, mà trừ x y cộng với x y nữa là bằng không, vậy thì tử của chị còn là x bình phương chia cho x trừ y. Rồi trừ cho x y bình phương chia cho x trừ y chia cho. Rồi y nhân với x thì cô được là x y trừ với x y nữa là không, đúng không nào? Vậy chỗ này cô còn là y nhân với trừ y nhé, là trừ y bình phương. Chỗ này cô được là trừ y bình phương chia cho x trừ y. Rồi bây giờ thì thực hiện chia hai phân thức. Khi em sẽ thực hiện cách chia trước, đúng không nào? Chia hai phân thức thì ta sẽ lấy phân thức thứ nhất nhân với phân thức nghịch đảo của phân thức thứ hai. X bình phương y chia cho x trừ y. Nghịch đảo tức là đưa x trừ y lên tử và đưa x bình phương xuống mẫu. Rồi ở đây trừ chia hai phân thức thì cô sẽ lấy phân thức thứ nhất nhân với phân thức nghịch đảo của phân thức thứ hai. Và lưu ý khi nhân cho phân thức nghịch đảo của phân thức mà có dấu trừ lần trước thì các em phải nhớ là mình phải giữ dấu trừ nhé. Vì hai phân thức nghịch đảo nhau nếu tích của chúng là bằng 1, vậy một cái là âm rồi thì cái kia cũng phải âm nữa thì tích mới là số dương, đúng không nào? Cho nên dấu trừ các em vẫn giữ nguyên cho cô nhé. Là dấu trừ này thì cô có thể đưa ra phía trước luôn. Vậy trừ với trừ thì cô thành là chỗ này là dấu cộng, đúng không nào? Mất dấu trừ ở chỗ này rồi. Vậy thì cô sẽ đổi x trừ y lên tử và đổi y bình phương xuống mẫu. Dấu trừ thì cô đã đưa ra đây rồi nhé. Vậy nhân hai phân thức thì cô sẽ nhân các tử thức với nhau và nhân các mẫu thức với nhau. Nhân với x trừ y chia cho x trừ y. Nhân với x bình phương. Và bạn nào nhanh thì các em có thể bỏ bước này cũng được nhé. Cộng với x y bình phương nhân với x trừ y chia cho y bình phương nhân với x trừ y. Rồi, và các em hãy đi rút gọn. Ở đây cô có x bình phương, mẫu cũng có x bình phương, phải rút gọn chỗ này tử còn 1, mẫu còn 1, sẽ còn là y, đúng không nào? Rồi, x trừ y ở tử rút gọn và x trừ y ở mẫu thì mẫu chỗ này rút gọn còn 1 rồi, đúng không nào? 1 nhân 1 là 1, ở chỗ này cô còn y trên 1, và y trên 1 thì còn y. Rồi, dấu này là dấu cộng. Chỗ này x mình chưa rút gọn được
y bình phương rút gọn với y bình phương thì tử còn một, mẫu còn một, x trừ y và mẫu cũng có x trừ y, vậy tử cũng còn một, mẫu còn một, vậy tử mình còn x và mẫu còn một đúng không nào? Vậy thì kết quả của bài này sẽ ra được là y cộng x, ở đây mình không rút gọn được nữa. Tiếp theo thì các em làm với cô B nhé. Rồi, và bây giờ thì cô và các em cũng sẽ làm bài 59 câu B. Cho biểu thức B bình phương nhân Q bình phương chia cho B bình phương trừ Q bình phương. Vậy nếu như cô đặt biểu thức này là biểu thức A nhé, bằng B bình phương nhân Q bình phương chia cho B bình phương trừ Q bình phương. Với B bằng 2XY chia cho X bình phương trừ Y bình phương. Quy bằng 2XY chia cho X bình phương cộng Y bình phương. Rồi, thì tiếp theo còn mình là thay B và Q như trên bảng cô đã ghi, thay vào biểu thức A đó, sau đó là rút gọn biểu thức. Vậy bây giờ thì các em sẽ làm tương tự như cô A cũng được. Chỗ nào có B thì mình sẽ thay bằng 2XY chia cho X bình phương trừ Y bình phương. Còn chỗ nào có Q thì mình sẽ thay bằng 2XY chia cho X bình phương cộng Y bình phương được không nào? Nhân cách đó thì các bạn nào chưa quen thì các em có thể làm, nhưng mà cô sẽ đề xuất theo một cách đơn giản hơn và ngắn gọn hơn cho các em làm nhé. Và khi cô đã làm cách này, các em hãy thử thay vào và kiểm tra lại xem thử có đúng với kết quả của cô không nhỉ. Rồi, vậy thì ở đây cô có A bằng B bình phương chia cho B bình phương nhân Q bình phương chia cho B bình phương trừ Q bình phương. Vậy thì bây giờ nếu cô lấy 1 phần A thì cô sẽ được gì nè? 1 phần A tức là phân thức nghịch đạo của phân thức A đúng không nè? Thì cô sẽ lật ngược lại, đó là B bình phương trừ Q bình phương chia cho B bình phương nhân Q bình phương đúng không nè? Đó, 1 phần A. Vậy thì chỗ này cô sẽ tách ra A trừ B chia cho C, thì cô sẽ tách ra là A chia cho C trừ B chia cho C đúng không nè? B bình phương chia cho B bình phương Q bình phương trừ cho Q bình phương chia cho B bình phương Q bình phương. Chỗ này các em có thể sửa thành cộng cho trừ. Thì các em thay vào ở đây là mình đi trừ hai phân thức có cùng mẫu thức đúng không nè? Ta sẽ lấy hai tử thức trừ nhau, vậy đây rõ ràng là B bình phương trừ Q bình phương chia cho B bình phương nhân Q bình phương. Vậy thì B bình phương chia cho B bình phương Q bình phương thì cô sẽ rút gọn tử và mẫu cho B bình phương đúng không nè? Tử cô sẽ còn 1 và mẫu còn Q bình phương. Vì cô đã rút gọn tử và mẫu cho B bình phương rồi. Phân thức thứ hai Q bình phương chia cho B bình phương nhân Q bình phương thì cô sẽ rút gọn cả tử và mẫu cho Q bình phương. Tử cô còn 1 và mẫu cô còn B bình phương. Và tới đây thì cô mới bắt đầu là cô thay B và thay Q vào thì biểu thức này của cô nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều đúng không nè? Để cô sẽ thử nhé. Thay B và Q như lên trên đề bài vào biểu thức thì ta được gì nè? Chỗ nào có B em thay cho cô bằng 2XY chia cho X bình phương trừ Y bình phương. Còn có Q thì mình sẽ thay là 2XY chia cho X bình phương cộng Y bình phương. Vậy thì thay vào đây thì cô sẽ được là biểu thức 1 phần A đúng không nào? Sẽ bằng 1 phần Q bình phương, tức là 1 phần Q là 2XY chia cho X bình phương cộng với Y bình phương. Bình phương thêm một lần nữa đúng không nào? Sẽ dài phân tích ra. Rồi, trừ cho 1 phần B bình phương, 1 phần B bình phương, B là 2XY chia cho X bình phương trừ Y bình phương. Và B bình phương tức là mình sẽ lấy B bình phương lên đúng không nè? Rồi, bằng. Vậy thì chỗ này 1 chia cho phân thức thứ kem tức là 1 chia cho 2XY chia cho X bình phương cộng Y bình phương, tất cả bình phương thì mình sẽ chia, mình sẽ nhân nghịch đảo đúng không nè? Vậy cô sẽ lấy 1 nhân với phân thức nghịch đảo. Các em có thể biến đổi một chút cho cô nữa nè. A chia B tất cả mũ 2 thì
thì em sẽ lấy a mũ 2 chia b mũ 2 đúng không nào? Vậy 2 x a tất cả mũ 2 thì được là 4 x bình phương a bình phương chia cho x bình cộng a bình tất cả bình phương đúng không nào? Công thức của lũy thừa a chia b tất cả mũ n thì được là a mũ n chia b mũ n đấy. Vậy cô sẽ được như vậy. Trừ cho tương tự bên này cũng vậy nhé. 2xa tất cả bình phương thì cô được là 4 x bình phương y bình phương chia cho x bình phương trừ y bình phương tất cả bình phương lên. Và bây giờ là chia thì mình sẽ lấy 1 nhân cho phân thức nghịch đảo của phân thức ở dưới. Nghịch đảo tức là cô sẽ biết được là x bình phương cộng y bình phương tất cả bình phương đúng không nào? Chia cho 4 x bình phương y bình phương. Cô nói lại một chút chỗ này nhé. Ở đây cô có 1, nhóm này là mình chuyển thành cái chia đúng không nào? 1 chia cho phân thức ở dưới thì ta sẽ lấy 1 nhân với phân thức nghịch đảo của phân thức ở dưới. Nghịch đảo của phân thức ở dưới thì mình sẽ đổi mẫu lên tử và đổi tử xuống mẫu thôi. Và 1 nhân với phân thức đó thì sẽ bằng chính nó. Tương tự như vậy chỗ này em sẽ nhân với phân thức nghịch đảo thì mình sẽ được là x bình phương trừ y bình phương tất cả bình phương chia cho 4 x bình phương y bình phương. Và bây giờ thì hai phân thức này đã có cùng mẫu thức rồi, ta chỉ việc là lấy các tử thức trừ nhau thôi. 4 x bình phương y bình phương giữ nguyên này, tử thức x bình phương cộng y bình phương tất cả bình phương trừ cho x bình phương trừ y bình phương tất cả bình phương. Vậy thì em thấy em có thể khai triển hàm đẳng thức ra cũng được, hàm đẳng thức số 1, hàm đẳng thức số 2, hoặc có thể sử dụng luôn hàm đẳng thức số 3. A bình phương trừ B bình phương với A là bằng x bình phương cộng y bình phương và B bằng x bình phương trừ y bình phương đúng không nào? Vậy thì ta sẽ được là bằng, cô sử dụng hàm đẳng thức số 3 nhé. A bình phương trừ B bình phương sẽ bằng A trừ A cộng B nhân A trừ B. A này, A là x bình phương cộng y bình phương cộng b, b là x bình phương trừ y bình phương. Rồi, đó là a cộng b tất cả nhân với a trừ b. A là x bình phương cộng y bình phương. Lúc nãy cô đã nhắc cho em trong một bài là cẩn thận hàm đẳng thức đúng không nào? Chỗ này b là x bình phương trừ y bình phương. Vậy trừ b tức là mình phải đổi dấu cả hai hạng tử luôn nhé. Vậy chỗ này cộng x bình phương thì cô đổi thành trừ x bình phương trừ y bình phương thì cô đổi thành cộng y bình phương. Nếu bạn nào mà chưa quen về việc đổi dấu này thì các em hãy thực hiện là a tất cả trừ cho b đúng không nào, sau đó bỏ qua nhé. Rồi mẫu thức giữ nguyên, mẫu thức là 4 x bình phương y bình phương. Bây giờ thì cùng cô làm gọn tử thức nào. Bằng trong ngoặc thứ nhất, x bình phương cộng x bình phương thì cô được là 2 x bình phương. Như vậy ra x mũ 4 là sai nhé. Khi nào mình có là x bình phương nhân x bình phương thì mình mới được là x mũ 4. Còn chỗ này là 1 x bình phương cộng 1 x bình phương thì phải ra là 2 x bình phương. Y bình phương trừ y bình phương bằng 0. Rồi, nhân với x bình phương trừ x bình phương là bằng 0. Y bình phương cộng y bình phương là 2 y bình phương. Đúng không nào? Chia cho 4 x bình phương y bình phương. Vậy nhân tử 2 x 2 là 4 x bình phương y bình phương và chia cho 4 x bình phương y bình phương luôn. Tử và mẫu bằng nhau thì chia nhau sẽ bằng 1. Vậy thì chỗ này mình đang tìm 1 phần a đúng không nào? Vậy 1 phần a bằng 1. Suy ra 1 phần a bằng 1. Vậy thì a sẽ bằng mấy nè? A bằng 1, đúng không? Chỉ có 1 chia 1 sẽ bằng 1 thôi. Vậy thì kết quả của biểu thức này của mình sẽ ra là bằng 1 nhé. Rồi, ở đây thì cô đã sửa cho các em tới bài 59 rồi. Còn bài 60, 61, 62, 63 và 64 thì cô sẽ để dành để các em thử mình thử sức để mình làm các bài tập này ở nhà. Sau đó là trong video lần sau cô sẽ sửa cho các em và chúng ta hãy cùng kiểm tra kết quả nhé. Rồi, bài giảng hôm nay của cô đến đây là kết thúc. Nếu các em thấy còn có thắc mắc gì nữa thì hãy cứ comment ở dưới và cô sẽ giải đáp cho các em nhé.
Nếu các em thấy video này hay và hữu ích thì hãy like, share và đăng ký kênh cho cô để chúng ta sẽ còn gặp nhau thêm những bài học sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những bài học lần sau.